Chào các bạn, ở đây mình có một số khoai cao đó các bạn, khoai môn cao đó các bạn. Mà sở dĩ mình đem ra đây mình treo, mình phơi nắng vậy á, là đây cũng là một cái mẹo nhỏ đó các bạn, để mình làm tăng thêm cái độ ngon của khoai cao đó các bạn. Cái khoai cao này á, ví dụ như giờ mình nấu, mình làm chả giò mình ăn đi ha, hay là mình làm nấu chè khoai cao, chè khoai môn cao đó các bạn, với nó nấu với nếp rồi đó ngon lắm các bạn, với nước cốt dừa rồi đó ha. Thì nói chung hay mình luộc mình ăn cũng được, nói chung là khoai môn cao này rất là dễ ăn. Rồi ví dụ như nhà mình đó thì cũng hay làm cái khoai môn cao này nè, với tôm khô với thịt nạc đó các bạn ha. Mà cái khoai cao này nè, để hôm nào mình làm cái khoai môn cao, cái món mà với tôm khô thịt nạc đó, trước đây mình cũng có chia sẻ trong video rồi đó, thì có khi lâu rồi các bạn cũng quên đó, thành ra để khi nào mình làm cái món này mình cũng chia sẻ lại cho các bạn xem cho vui ha. Thì nói chung trước khi mình muốn làm cái món gì ăn thì mình cần đem ra cái này ra mình phơi nắng vậy nè, mình phơi 2 nắng 3 nắng 4 nắng gì cũng được nữa, là để cho cái củ khoai nó phơi nắng các bạn, nó sẽ rút cái nước nó khô rồi nó dẻo, nó ngon lắm các bạn ơi ha. Nói chung là trước khi làm món gì ăn thì phải đem cái này ra mình phơi nắng, thì có vậy cái món ăn của mình nó tăng thêm cái độ ngon nữa đó các bạn ha. Khoai ngon quá các bạn ơi, này khoai dưới quê nhổ lên nè các bạn ơi, bạn của con gái mình làm chung công ty đó thu hoạch lên đó. Thôi mình chia sẻ mà cái cách mà mẹo nhỏ đi, để mà mình làm tăng cái độ ngon của cái khoai môn cao này lên đó các bạn. Đến đây mình kết thúc ha, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.